Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ, nó mang thương hiệu là Mitsubishi các bạn. Và nó có cái tên riêng, nó là TL26 các bạn. Cây máy này danh bất hư truyền nha. Điều đặc biệt đáng nói ở đây là cây Mitsubishi 26 mọi người sử dụng đều rất là thích. Nó có một cái tính năng, nó chạy êm ái và ít ăn xăng các bạn. Đó, quan trọng nhất là Mitsubishi TL26 là ít ăn xăng mà khỏe các bạn. Cái Mitsubishi TL26 này nó có cái nòng là 33 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 26 cc. Với tầm làm vườn của mình rất là vừa tay các bạn, không quá mạnh ha mà cũng không hề yếu. Các bạn đã biết Mitsubishi TL26 là hết sảy luôn ha. Nó mang một cái chụp giật trợ lực nha các bạn. Chụp giật trợ lực giật rất là đã. Dây chắn tinh luôn, mới cáo luôn. Nó mang một cái chế quả khí quanh rồ hai kim. Hồi nào bây giờ nha. Jean của Mitsubishi. Chế quả khí quanh rồ hai kim. Các bạn quan sát cảnh xem. Máy đẹp xuất sắc luôn, cực kỳ đẹp đó các bạn, đẹp cực kỳ luôn, đẹp xuất sắc luôn. Nắp xăng của nó là nắp xăng kính nha các bạn, nó có lỗ thông hơi riêng ở đây ha. Đây là lỗ thông hơi, đây là nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn, xăng cộng với nhớt tỷ lệ khoảng 60 cc trên lít xăng nha các bạn, 60 cc nhớt trên 1 lít xăng. Các dòng máy khác thì mình cỡ 50 cc là vừa nha, nhưng riêng dòng máy Mitsubishi thì mình phải pha 60 cc nhớt các bạn, tại vì nhớt nó đi theo xăng nha, nhưng mà nó rất là ít ăn xăng, cho đó là nhớt nó lên bê tông mình rất là ít, thế cho nên là mình phải pha cao hơn tỷ lệ mình khuyến cáo bình thường nữa ha các bạn. Khuyến cáo bình thường của mình 50 cc nhớt cho các dòng máy khác, nhưng riêng dòng máy Mitsubishi các bạn pha cho mình 60 cc nha, xài cực kỳ ổn định luôn. Máy này thì kiếm một điểm trừ không có luôn các bạn, kiếm một điểm trừ khó kiếm luôn. Máy nó đẹp, đẹp như mơ luôn. Mitsubishi TL26 chừng những zin nó luôn các bạn. Mà các bạn thấy cái mình của nó còn láng cọt, còn ánh kim luôn. Đây, các bạn nhìn xem ha. Model TL26 ha. Cực kỳ đã luôn. Chạy một cái tùm rời các bạn, đẹp mới cáo luôn. Tùm rời. Tay nắm này, tay nắm cũng như là cái đệm hông này ha, đẹp xuất sắc luôn. Cùm nữa nè, còn dạt nín luôn. Tay nắm chống ra mồ hôi nha, tay nắm chống ra mồ hôi rất là đã ha. Tay ga nhẹ tưng luôn ha, các bạn xem nhẹ tưng luôn ha. Đấy. Cái máy không còn chê vào đâu được các bạn. Rất là đẹp. Chẳng có xin của nó luôn. Cùi của nó. Cùi có chống hiên cỏ ha. Chống hiên cỏ. Rất là đã luôn. Ở đây nó có cái lỗ chốt nha. Đây, lỗ chốt. Cùi. Loại cùi này rất là bền nha các bạn. Bền cực kỳ luôn. Là bệnh ha. Ốc ốc dặn dao ở dưới này nó là ốc 17 nha các bạn, rất là trâu bò luôn. Chén ốc ngược từ dưới lên khích cháy luôn, cỏ nó bám đây cái nó tuột lên đây các bạn, nó tuột lên này nha, nó không có cắn vào cái da cái mí này được ha, tuột lên.
Như này là ốc 17 nha các bạn, rất là trâu bò luôn, cùi rất là đã luôn ha. Tổng thể cái máy đẹp không chỗ nào chê được ha. Để mình nổ thử cho các bạn xem, kéo hơi rồi mình cho các bạn nghe ha. Các bạn nào mà có tai nghe ha, đeo tai nghe vào mình nghe tiếng máy, nghe máy đã, nó mới chính xác nha. Thường là cái loa của cái điện thoại mình nghe nó rất là chát ha, nhưng mà mình khi mình nghe cái tai nghe thì nó ấm, trầm ấm rất là đã luôn. Hơi hực 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 ha, nổ nha các bạn. Bạn nghe tiếng cách đi của nó đi, riêng luôn, re luôn. Tắt nha các bạn, không tắt máy trên áo gió mà. Tắt ha. Nổ lại nha. Kéo nhẹ cái hả là nổ các bạn. Chụp chụp chờ lên. Rất là thích hợp cho người lớn tuổi và giới phụ nữ nha các bạn. Tắt nha. Nổ nha. Tắt nha. Nổ lại nha. Kéo nhẹ cái là nổ các bạn. Dây tinh luôn, dây zin đó các bạn, zin. Rồi để mình nổ lớn cho các bạn xem nha, cực kỳ bốc luôn. Đủ xăng rồi các bạn, nghe nó hét á, nhanh cỡ nào mình kéo lẹ cỡ nào nó cũng không bị sựng, nó mới là đủ xăng nha các bạn. Nếu mà kéo ra nhanh mà nó bị sựng đó là nó thiếu xăng, ra cắt nó yếu lắm mà nó lại tổn máy nữa ha. Cho nên mình chỉnh cái tốc độ cao sao cho mình lên ga thật nhanh mà nó không sượng nha các bạn. Cái việc lên ga được không được là do mình chỉnh cái tốc độ cao thôi các bạn. Cái tốc độ cao đủ thì lên ga ngọt xớt luôn ha. Trừ trường hợp chế quạt khí nó bị hư nha, trừ trường hợp, mình nói trừ trường hợp chế quạt khí nó bị hư thì mình chỉnh nó không phê, mình phải xúc rửa chế quạt khí. Còn chế quạt khí nó sạch rồi mình chỉnh cái tốc độ cao tí xíu là nó phê liền à. Các bạn nào có tai nghe đeo vô mình nghe, mình trải nghiệm cái máy nó nổ nghe máy đã ấm hỉnh luôn. Nhanh thi các bạn, tinh 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 tiếng 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 nha. Dơn luôn. Giờ mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Mitsubishi TL26 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.